chào quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Tôi tên là Đinh Thị Thanh Huyền, giáo viên bộ môn ngữ văn trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn, địa chỉ xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thưa quý thầy cô, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi có ước mơ trở thành cô giáo dạy văn và được công tác ở một ngôi trường miền núi nào đó. Và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Năm 2009, tôi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang phân công công tác tại trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn. Đây là ngôi trường đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số. Đa số trình độ của phụ huynh và học sinh nơi đây còn nhiều hạn chế. Phụ huynh thì phần đông đi làm ăn xa, phó thác con cái cho giáo viên, học sinh thì chưa ham học. Chính vì vậy, từ khi lên đây công tác, tôi luôn mong muốn có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục của địa phương nơi đây. Kính thưa quý thầy cô, trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn là một trường có đầu vào thấp. Đây là đầu vào môn văn của ba lớp tôi giảng dạy năm 2020-2021. Và đây là mức độ hứng thú, sự hăng hái phát biểu xây dựng bài. Rõ ràng môn văn là môn học mà từ xưa đến nay, học sinh nói chung, học sinh trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn nói riêng không mấy mặn mà, thậm chí thờ ơ quay lưng lại với môn học này, bởi đây là môn học đặc thù đòi hỏi sự đam mê hứng thú ở cả người học và cả người dạy. Chính vì lẽ đó, bản thân tôi luôn trăn trở, làm thế nào để có thể tạo hứng thú học tập môn văn cho các em? Có cách nào giúp các em yêu thích môn văn? Trước đây, tôi và các giáo viên thường sử dụng phần mềm Baboy để thiết kế các trò chơi học tập tạo hứng thú cho học sinh. Tuy nhiên, phần mềm này có nhược điểm là không có được sự tương tác giữa học sinh, giáo viên với nội dung bài giảng. Nội dung bài giảng mang tính chất trình chiếu. Qua tìm hiểu, tôi thấy phần mềm XSpy đã khắc phục được hạn chế này. Tôi đã sử dụng phần mềm XSpy để thiết kế trò chơi và bước đầu có hiệu quả. Vì vậy, tôi xin mạnh dạn đưa ra giải pháp ứng dụng trò chơi trên phần mềm XSpy vào phần khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học môn ngữ văn tại trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn để lan tỏa tới đồng nghiệp. Đối tượng áp dụng của biện pháp là học sinh trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn, cụ thể là học sinh các lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy. Sau đây tôi xin trình bày biện pháp ứng dụng trò chơi trên phần mềm XSpy vào phần khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học môn ngữ văn tại trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn. Đầu tiên, tôi xin đưa ra 5 lưu ý khi sử dụng trò chơi ở phần khởi động. Một là về nguyên tắc áp dụng trò chơi, hình thức trò chơi phải phù hợp với nội dung. Vận dụng linh hoạt các trò chơi cho phù hợp với tiết dạy. Chú ý mối quan hệ giữa trò chơi với hệ thống câu hỏi. Trò chơi bao giờ cũng phải kết thúc bằng phần thưởng cho người đội thắng hoặc là xử phạt nhẹ nhàng dí dỏm cho người đội thua. Phải nhanh chóng ổn định lớp học khi trò chơi kết thúc. Thứ hai là xác định thời gian chơi phù hợp. Thứ ba là lựa chọn nội dung tổ chức trò chơi vừa sức. Thứ tư, chuẩn bị phương tiện phục vụ trò chơi đầy đủ. Thứ năm là tổ chức trò chơi theo 3 bước: phổ biến luật chơi, thực hiện chơi và tổng kết nhận xét. Với phần mềm XSpy, các thầy cô có thể ứng dụng rất nhiều trò chơi vào dạy học. Sau đây tôi xin đưa ra một số trò chơi mà bản thân đã áp dụng trong quá trình dạy học môn văn, đặc biệt là phần khởi động. Trò chơi cờ caro. Đây là trò chơi yêu thích của học sinh. Lợi dụng sự yêu thích này, tôi đang cài kiểm tra vào trò chơi để học sinh vừa được kiểm tra kiến thức vừa được chơi. Về hình thức, bàn cờ caro gồm 9 ô, có 2 ký hiệu quân cờ khác nhau tượng trưng cho 2 đội. Các đội sẽ lần lượt trả lời câu hỏi, đội nào trả lời đúng sẽ được đi quân cờ của mình. Đội nào trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Tôi sử dụng trò chơi này với mục đích là củng cố bài cũ, kiểm tra bài mới của học sinh, rèn kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời phát huy tư duy nhanh nhạy, tạo không khí hứng khởi khi tham gia bài mới. Cách chơi, giáo viên trình chiếu trò chơi lên máy chiếu, học sinh được chia làm 2 đội lần lượt trả lời các câu hỏi, đội nào trả lời đúng sẽ được đi quân cờ của mình, trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội bạn. Cứ như thế, đội nào đi được nhiều nước cờ tạo thành một hàng gồm 3 quân thì đội đó chiến thắng. Sau đó giáo viên nhận xét, thưởng đội thắng, phạt đội thua. Trò chơi thùng chứa, hình thức, cá nhân, giáo viên chỉ định hoặc theo tinh thần xung phong, yêu cầu đưa tên tác phẩm vào đúng thùng chứa, mục đích củng cố kiến thức hoặc kiểm tra sự chuẩn bị bài mới. Cách chơi, giáo viên nêu luật chơi, học sinh có 30 giây để cho tên tác phẩm vào thùng chứa đúng theo yêu cầu. Kết thúc, giáo viên ghi điểm với cá nhân trả lời đúng hay thưởng bút, thước, v.v. hoặc phạt khi cá nhân trả lời sai. Trò chơi nhanh như chớp. Về hình thức, hai đội sẽ có 2 cột điểm. Mỗi cột điểm có 10 nấc tương ứng với 10 điểm. Đội nào trả lời đúng câu hỏi sẽ được tăng 1 nấc, trả lời sai thì nhường quyền cho đội bạn. Trò chơi này cũng có thể tiến hành cá nhân, bỏ một cột đi.
Mục đích của trò chơi là kiểm tra sự chuẩn bị bài mới cũng như là việc ôn kiến thức cũ ở nhà của học sinh, rèn kỹ năng làm việc nhóm, phát huy sự nhanh nhẹn. Cách chơi, giáo viên trình chiếu phần trò chơi lên máy chiếu, hai đội lần lượt trả lời các câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi thì đội đó được tăng một nấc, trả lời sai thì nhường quyền cho đội bạn. Cứ như thế, đến hết câu hỏi chuẩn bị, đội nào đạt được nhiều điểm sẽ là đội chiến thắng. Kết thúc trò chơi, giáo viên nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm và vào bài mới. Trò chơi giải cứu công chúa bằng gương thần. Hình thức, học sinh chơi cá nhân. Chiếc gương là vật dùng để tìm công chúa. Nếu trả lời đúng câu hỏi, đáp án sẽ ứng với hình công chúa. Trả lời sai, đáp án ứng với hình phù thủy. Mục đích, kích thích hứng thú, gợi trí tò mò, khám phá ở học sinh, đồng thời kiểm tra việc ôn bài cũ, sự chuẩn bị bài mới của các em. Cách chơi, giáo viên đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm gồm 4 đáp án ABCD tương ứng với các hình có công chúa và phù thủy. Học sinh chọn đáp án đúng sẽ tương ứng với hình công chúa, học sinh chọn đáp án sai sẽ ứng với hình phù thủy. Kết thúc trò chơi, giáo viên nhận xét, ghi điểm, dẫn vào bài mới. Trò chơi cắm phích điện đúng và ổ điện. Về hình thức, học sinh chơi cá nhân, ổ cắm sẽ chứa câu hỏi, các phích điện sẽ là câu trả lời. Mục đích, rèn cho học sinh sự nhanh nhẹn, củng cố kiến thức bài cũ, kiểm tra sự chuẩn bị bài mới. Cách chơi, giáo viên đưa ra câu hỏi, yêu cầu học sinh lựa chọn phích cắm đúng để cắm vào ổ điện câu hỏi. Nếu học sinh cắm đúng phích điện vào ổ điện thì sẽ được thưởng, nếu học sinh cắm sai thì sẽ bị phạt. Sau khi chơi xong, giáo viên nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm. Trò chơi cuộc đua kỳ thú. Hình thức, có 4 đội chơi tương ứng với 4 chú rùa và 4 đường đua. Giáo viên trình chiếu câu hỏi, đội nào trả lời đúng thì rùa đi tiếp, đội nào về đích trước sẽ là đội chiến thắng. Mục đích là củng cố kiến thức, kiểm tra sự chuẩn bị bài, rèn kỹ năng hợp tác, đồng thời cũng tạo không khí cho giờ học. Cách chơi, giáo viên nêu câu hỏi, các đội trả lời, đội nào trả lời đúng thì chú rùa được đi một bước, lần lượt trả lời các câu hỏi đến khi đội nào mà rùa về đích trước sẽ là đội chiến thắng. Kết thúc trò chơi, giáo viên nhận xét, đánh giá, trao thưởng cho đội thắng. Thưa quý thầy cô, sau khi ứng dụng phần mềm Xvive và phần khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học môn ngữ văn tại trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn, tôi nhận được một số kết quả như sau. Về phía giáo viên, bản thân tôi thấy hứng thú hơn với bài dạy và muốn tìm tòi thêm nhiều trò chơi mới, nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng dạy học. Về phía học sinh, các em hứng thú say mê hơn với môn văn. Những em nhút nhát hoặc không yêu thích môn văn đã có sự thay đổi, trở nên năng động hơn hay phát biểu xây dựng bài hơn, không còn thấy mệt mỏi, uể oải mỗi khi học văn. Đây là mức độ hứng thú. Sự hăng hái phát biểu xây dựng bài. Một số em rèn được tư duy và phản ứng nhanh trước các tình huống. Các em chủ động chiếm lĩnh tri thức của bài học dễ dàng hơn. Chất lượng học tập của các em cũng được nâng cao. Sau một ngày học ngày hôm nay thì em thấy em có niềm đam mê và hứng thú với môn văn hơn. Nó không còn nhàm chán nữa và em sẽ tích cực học môn văn. Mọi lần lên kiểm tra bài cũ thì em khá là hồi hộp và quên hết những cái gì mình đã học, có phần hơi run nữa. Nhưng mà buổi hôm nay thì được chơi trò chơi cho nên em cảm thấy rất là tự tin, thoải mái và không bị run nữa. Hôm nay là em cảm thấy là mình học rất là hiệu quả và lên trả lời những câu hỏi rất là đúng với những buổi mà tối hôm qua đã học bài cũ. Và em thấy là lớp hôm nay cũng rất là sôi nổi và hoạt động tốt và em buổi hôm nay là rất là hiệu quả cho cả lớp. Trên đây là giải pháp của tôi góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn ngữ văn tại trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng dạy học cần phải phối hợp nhiều biện pháp và cách thức thực hiện trong toàn quá trình bài học. Tôi xin cam kết, biện pháp đã triển khai và minh chứng về sự tiến bộ của học sinh là trung thực. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô. Có những bài ca nghe rao rực lòng người, bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân.